Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chòi tranh trồng giáng mưa. Trong các vị đệ tử của Hòa Thượng, Quả Thuấn là vị tu hạnh đầu đà đệ nhất, cũng là vị đệ tử Hòa Thượng ưng ý nhất. Sau khi xuất gia, Quả Thuấn tu hành rất tinh tấn. Hòa Thượng kể: Một, nghịch tới thuận thọ, tu nhẫn nhục. Khi trở về chùa, tôi mới biết trước đó chú ta đã tới chùa rồi. Những người trong chùa thấy chú nghèo đến thế đều không muốn nhận chú. Mọi người đều nói những chuyện không tốt của chú cho tôi nghe. Nói là chú không tốt ra sao, con người xấu như thế nào. Nói, thầy làm sao mà thâu người này làm đệ tử cho được. Chú là người không có cơm ăn đó, vậy làm sao mà xuất gia cho được. Tôi nói, con người dù xấu đến đâu cũng có thể học làm người tốt. Để coi hành vi của chú ta sau này ra sao, rồi hẳn nói. Quả Thuấn lãnh việc nấu cơm trong bếp, nhưng mỗi ngày đều có người đến la mắng chú ta. Chú ta làm việc rất cẩn thận, lại biết dụng công tu hành. Nhưng các huynh đệ đều không có duyên với chú. Mọi người thường ăn hiếp chú ấy. Bất cứ chuyện gì cũng vậy, chú làm đúng cũng bị mắng, làm không đúng cũng bị la. Chú chỉ biết chuốc lấy những sự mắng nhiếc cũng như sự đánh đập đó vào mình. Chú theo tôi xuất gia cũng nhiều năm, nhưng chỉ mặc có một bộ đồ, không có may áo ấm, cũng không có may giày đệm ấm, cái gì chú cũng không có. Chú còn giữ giới, không giữ tiền. Ngày ăn một bữa ngọ, thường ngồi không nằm, tu hạnh đầu đà. Trong số các đệ tử của tôi, chú ta đứng nhất về tu hạnh đầu đà. Quả Thuấn tinh tấn tu đạo, chuyên tâm nhất ý tu tập thiền định. Trải qua khoảng hơn nửa năm, chú đã khai mở được chút trí huệ. Chú thường nhập định, và mỗi lần nhập định đến một ngày một đêm mới xuất định. Trong định, chú biết được tất cả các nhân quả ở quá khứ, hiện tại và vị lai. Chú thường có cảm giác bên cạnh cái chòi chú tự cất là một ngôi miếu của Long Dương, và ông ta đang dụng công tu hành ở đó. Ngày 15 tháng 7 năm Dân Quốc thứ 34, 1945, nhân mùa lễ hội Du Lan, tôi hướng dẫn các đệ tử đốt liều, nhang trên thân trước bàn thờ Phật phát nguyện. Nếu có thể sống tới 100 tuổi, tức sẽ đốt thân cúng dường Phật, cầu vô thượng đạo. Lúc đó, mỗi một đệ tử đều phát tâm nguyện này. Quả Thuấn cũng phát nguyện. Đệ tử Quả Thuấn, nếu gặp cơ duyên đúng lúc, con nguyện noi theo gương Bồ Tát Dược Dương đốt thân cúng Phật, không đợi tới 100 tuổi. Tôi quan sát biết rằng từ kiếp trước chúng ta đã có nguyện này rồi, cho nên tôi mới chấp thuận cho chú phát lời nguyện đó. 2. Dồi mài công phu nơi chòi tranh. Có một ngày kia, chú Quả Thuấn hết nhẫn nổi mà khóc với tôi, nói: Sư phụ, con ở đó thì không chịu nổi nữa rồi. Sư huynh sư đệ cứ vô cớ mắng con, vậy con phải làm sao đây? Thật là khó cho chú quá. Chú ở đó phải hứng lấy sự giận dữ của họ. Chú bái ông sư phụ chẳng có bản lĩnh gì, mà sư phụ chú cũng thường bị người ta dằn vặt la mắng, cũng bị đánh và chịu đủ mọi thứ oan ức khác. Chú ta nói: Con chịu hết nổi rồi. Tôi nói: Chú thật là chịu không nổi rồi hả? Tôi cũng không miễn cưỡng chú. Vậy chú thử tu một mình ở ngoài xem sao. Vào tháng 9 năm Dân Quốc thứ 34, 1945, dưới núi phía tây đồn Đại Nam Câu, bên khoảng đất trống của miếu Long Dương, Quả Thuấn tự cất một căn chòi và chú ta ngồi thiền suốt ngày trong đó. Có một ngày, tôi đến chỗ ở của chú ta, bảo chú ta tới gặp tôi. Ngày sau, chú vội vã tới chùa. Lần này, tôi cố ý dọa chú ta, nói: Sao chú không là tu hành, mà chạy về đây để làm gì? Chú nói: Sư phụ kêu con về mà. Tôi nói: Tôi kêu chú tới hồi nào vậy? Chú thấy ma rồi đấy,
Chú nói, con thật là thấy sư phụ kêu con tới mà. Tôi nói, tôi mặc kệ chú tới làm gì đây? Con cũng không biết sư phụ kêu con tới làm gì nữa. Tôi nói, chú hiện tu hành công phu ra thế nào rồi? Chú ta nói, con lúc nào cũng thấy sư phụ luôn chỉ dạy con cách dụng công. Tôi nói, chú không được nói toàn là chuyện giả dối không đâu vậy, chú phải nói lời chân thật mới được. Đây không phải là giả, con nói thật hết mà. Tôi nói, bây giờ chú đi về đi, sau này tôi sẽ tới chỗ của chú để coi ra sao. Sau đó chú ta ra về. Quả Thuấn tu trì giới luật đốt ráo, chú trì giới luật lại tu pháp đại thừa. Chú dụng công tu đạo còn thành tâm hơn tôi, có công phu hơn tôi. Chú là vị đệ tử mà tôi ưa thích nhất. Khi cất chòi xong, chú thỉnh tôi tới khai quang. Ngày đó tôi từ Harbin trở về, khi đi ngang qua đồn Đại Nam Câu, tôi bèn dẫn theo 4 chú đệ tử đi đến chỗ chú ở. Trừ Quả Năng hơn 30 tuổi, còn 3 chú đồng tử kia khoảng 13-14 tuổi là Quả Tá, Quả Chí. Các chú và chúng tôi lưu lại chòi đó qua đêm. Lúc bấy giờ chòi này còn chưa có tên, vì tôi vẫn chưa nghĩ ra được một cái tên nào thích hợp. 3. Mười rồng quy y giáng mưa rào. Vào buổi tối, ngay lúc tôi nói chuyện với Quả Thuấn, kỳ quái thay đã xảy ra một sự việc. Hốt nhiên có 10 người tới. Lúc đó bên cạnh tôi có 4 chú đệ tử, trong đó có 2 chú đắc Phật nhãn, thiên nhãn thông, nên 2 chú ngồi thiền nhập định cũng có thể quan sát được mọi việc. Xem kỹ ra thì 10 vị đó không phải là người, mà là 10 con rồng hóa ra người từ ngôi miếu Long Dương tới. Tôi hỏi họ, các vị tới đây làm gì? Họ đáp, vì biết thầy tới đây nên chúng con muốn quy y Tam Bảo. Đang lúc thời tiết vô cùng khô hạn, đều không có mưa, nên tôi nói với 10 tên rồng này, các vị muốn quy y à? Thật hay giả đây? Nếu thật các vị là rồng, hiện ở đây cả nửa năm trời rồi không có mưa, các nhà nông đã gần chết vì nạn hạn hán này rồi. Nếu lại không có mưa nữa, người ta chắc sẽ bị chết đói hết quá. Phận là rồng, các vị nên để ý mà cho mưa xuống chứ. Tại sao lại lười biếng không cho chút mưa nào hết vậy? Các vị làm biếng thế, chắc sẽ biến thành rồng lười mất. Vì chúng rồng này cốt muốn quy y tôi, cho nên dù có bị tôi la mắng sao đi nữa, chúng họ cũng không giận hờn. Chúng rồng nói, sư phụ, tại sư phụ con biết đó thôi. Tôi nói, tôi không biết cái gì. Họ nói, chúng con không có quyền, nhất định phải có lệnh của Ngọc Hoàng Đại Đế thì chúng con mới có thể làm mưa được. Nếu Ngọc Hoàng không cho phép thì chúng con không thể nào tự ý làm mưa được. Chuyện này dễ thôi, các vị hãy đến chỗ Ngọc Hoàng đó tâu rằng ở thế gian có người tên vậy vậy là người xuất gia, vì thành phố Harbin hạn hán, dân chúng không thể sống được, nên thầy ấy hiện muốn cầu cho có mưa. Các vị nói với ngài vậy đó. Thật ra tôi không cầu gì nhiều, chỉ muốn có mưa ở chung quanh khu vực Harbin này khoảng 40 dặm là được rồi. Nếu ngày mai các vị được phép vua Ngọc Hoàng để làm mưa thì ngày mốt tôi mới quy y cho các vị. Còn như mà không có mưa, tôi cũng không muốn nhận các vị làm đệ tử làm gì, và các vị cũng khỏi cần phải quy y Tam Bảo luôn. Thật rất thần kỳ. Quả nhiên ngày hôm sau trời đổ mưa. Trận mưa này cũng rất kỳ lạ, là chỉ mưa trong vòng 40 dặm trở lại, còn ngoài 40 dặm đó ra thì không có mưa. Cho nên qua ngày sau, tôi bèn quy y cho họ, đặt pháp danh là Cấp Tu, tức là tu gấp, Tự Khoái Độ, tức mau độ, ý bảo họ hãy mau tu hành, tích cực mà tu hành đi, để sớm ngày quá độ cho tất cả chủng tộc rồng của họ. Tôi hỏi họ, tại sao các vị muốn quy y tôi? Có rất nhiều người xuất gia như vậy, mà sao các vị lại không quy y? Chúng họ nói,
Bởi chúng con biết được nguyện lực của sư phụ nên mới tới quy y. Vì lúc trước có rất nhiều sự việc xảy ra, cho nên tôi mới phát 18 đại nguyện đó mà không lúc nào tôi dám quên. Nghe qua sự kiện này, chắc các vị thấy có vẻ quang đường thần thoại quá phải không? Nhưng là chuyện tôi đã đích thân trải qua. Tôi biết, tôi kể ra thì số người không tin nhiều hơn là số người tin. Đợi đến khi nào các vị tin rồi, tức các vị mới biết được những lời tôi nói đây là sự thật. Khoa học hiện tại nói mưa là do hơi nóng bốc lên mà thành, nhưng họ nào biết rằng đó là do long thần âm thầm chi phối. Các vị không thấy rồng, nhưng thật tại có rồng đấy. Hơn nữa, kiếp trước của rồng là người tu hành, bởi vì họ thừa cấp giới quản, nghĩa là gấp tu đại thừa mà trì quản giới luật, cho nên mới bị đọa lạc. Để kỷ niệm sự kiện này, tôi đặt tên cho chòi của quả thuấn là Long Vũ Mao Bồng, tức chòi tranh rồng phun mưa. Vào ngày 18 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 38, quả thuấn tự thiêu cúng dường Phật và chòi tranh cũng cháy rụi luôn. Ha ha ha, 问什么的说